dẫn ghê không? Xuất sắc luôn. Dạ. Bây giờ lấy miếng nha, nó bụng quá. Bỏ đi con. Xin chào mọi người nha. Hôm nay nhóm tụi em sau khi làm thiện nguyện xong thì bắt đầu nhóm em vô một cái chỗ rất là đặc biệt sang trọng á mọi người ơi. Nhìn là mọi người biết thấy khung cảnh là sang trọng cỡ nào rồi. Ai biết ăn món này mới ăn nha, chứ không biết ăn thì đừng có vô đây tốn tiền lắm nha. Ai không biết ăn thì đi về, tiểu tử biết ăn đi về đi. Mấy cái món này chỉ có người nước ngoài ăn thôi, người Việt Nam không ăn. Người Mỹ hả? Dạ anh biết ăn món này không? Biết ăn là xương xương, nói chung là ăn không có mê. Rồi vậy không đi về, không biết ăn là đi về. Cả nhà ơi, Dodo Pizza. Vô coi thử coi tình hình là nó có gì ở đây. Vô không gian cũng thoáng mát ghê, máy lạnh. Mua một được hai mọi người ơi. Mua một được hai nè. Bỏ sọc ba chim mà sọc mà. Ủa ăn này đi một cái hai người đi. Quý đâu biết ăn đâu. Có mì gói không em trai? Trời, mì gói chết rồi. Ở đây thấy giá thấp nhất là 170 mấy ngàn. Cái ăn chiên phải không? Cái chiên chiên hả? Cá nướng. Cá nướng hả? Ăn một ăn một lấy một cái đó cho bà đi. Pizza, pizza hải sản gì đi. Có ngon. Trời ơi, nhìn ngon quá trời. Lâu lắm chưa ăn pizza. Lấy cái này tặng cái mà cái đi. Anh chọn cái bánh tặng cho em luôn nha. Chọn là chọn ở đâu? Dạ, bánh nào cũng được hết. 79. Nè cái này nè. 79. 79. Bò. Bò. Ủa cái chỗ này mới mở thì sao mà dạ, mua một tặng một vậy em? Dạ mở được hơn 1 năm rồi. Mở hơn 1 năm mà giờ vẫn còn mua một tặng một ha. Hay gì ơi. Có tặng nước không em? Dạ sẽ tặng bánh thôi. Rồi vậy lấy cái hải sản tặng cái bò đi. Dạ. Rồi. Thế thì đếm người cho đưa taxi đi ha. 2 3 4 6 ngày. 5 6 6 cho nó có nước ngọt đi. Không có taxi mọi người. Cái bánh cho Quý là xong. Quý ăn bánh gì vậy? Bữa này nè, 79 á, không biết. 79 hả? 79 là gà. Gà. Gà bốc con gì đó. Trai nhớ ớt nhiều nhiều nha. Chứ ớt. Nói em có tương ớt với gà. Ớt nhiều nhiều. Rồi mới order đó mọi người ơi. Giờ lên ha. Lấy nước là Coca hay sao? Coca đi. Dạ. Đây không dán đây được á. Em lấy 7 lon Coca cho mình ha. Quý vô đây chơi nè Quý. Đúng rồi. Có kêu Coca không? Quý ơi. Ôi chỗ này tươi quá vậy trời. Anh ơi cắt cái nhà mà được anh lại biết không? Mày có đâu nè. Ôi ôi đẹp ghê ấy trời. Quá trời nè. Anh cắt cái nhạc. Để diễn hip hop cũng được. Giờ anh em mình ngồi cái bàn dài này đi. Đó. Chắc là tôi lên tấm nước con sói với con đi. Xây nhà mà con sói sổ tuổi. Không rồi. Có hai cái bánh này lắm hả? Hai cái rồi. Ăn cho hết. Ăn đi, ăn cho chào má ổn mẹ. Ừ. Nhìn vậy chứ. Pizza ngon, nhìn hấp dẫn quá ha. Có bạn này ăn mình. Có thích ăn gà quá, biết ăn cái này có nói. Buồn cái trả được đàn cái cả nhà ơi. Cái nhà Quý. Cái nhà Quý cái ăn quá hả? Quý ăn món riêng nha. Quý không biết ăn đó. Mà đồ này ăn béo béo Quý vui rồi xuống nha. Mời mọi người. Mời mọi người nha, Quý vui rồi xuống. Giống như gà vậy. Quý bị gì? Quý bị không. Thôi đừng có nói với quê xuống, mất công mấy người với quê người ta chửi Quý. Như ở đây nè. Chửi Quý. Bây giờ trên mấy cái tỉnh nó còn ngon hơn trên mình nữa. Mấy trung tâm của họ vừa ngon lắm vậy. Giờ lúc này rồi mình không bằng đâu. Ấy xuống, này nó ngu ghê, ấy cái này nè. Cái này lên. Cái đúng lên, dặn cái đó ra. Đang cái gì mà nó khôn dữ trời. Mời mọi người, mời cả thế giới nha. Đầu gì chỉnh được, dặn nó ra cho nó gọng gọng. Đúng là quan đồ bự. Dặn cái này ra nè.
Mày mới dậy cho tôi coi. Quá đầu bự. Rồi cả nhà, cả nhà ơi. Cả nhà, cả nhà ơi. Tường xịt ớt rồi vô. Vậy cũng có. Đâu quên ha. Cái đó không phải tương ớt đâu. Nè, này tương ớt nè. Anh Thân gớp tôm rồi, lắm tôm anh Thân nha. Tôm gớp rồi. Mời cả nhà nha, em thấy mua mai rất là ngon. Dạ, mời anh chị nha, nó ăn ngon lắm mọi người ơi. Ai ai cũng nói không biết ăn nha, nhưng mà đưa lên cái là em lấy sao luôn nha. Không, nói chung mấy món này là không có khoái khẩu. Trước khi ăn cháu tôi mua, ăn tôi lắm, ăn có bỏ, thấy phí ăn. Không ăn lắm. Đó. Cái gì? Cái này là gì? Hạt cẩm hả? Đây là hải sản. Để coi thử là ai không biết ăn pizza. Hồi nãy dành nó nói không biết ăn pizza hả cả nhà? Biết ăn nhưng mà ý là em không có hảo. Cái nó phải ăn cái này đó. Cái gì con nít nó phải không? Ngày xưa mấy cái này mắc lắm ha, bây giờ cái này rẻ. Cái này có bằng bánh xèo của mình được. Có mấy trăm ngàn. Em cứ để chứ. Chuối, cho em cái nĩa chuối. Ba quý. Rồi lại ngồi. Khoái bánh ngọt. Còn không có ông. Nhưng mấy cái da này nè. Rồi cảm ơn. Mặt bánh nó ngọt không khoái ăn. Ngon rồi. Trời ơi, ăn thấy sao không? Ngon. Bảo nó ngon nha. Em biết ăn mấy cái này mà. Dành sao không ngon rồi đó. Điện tử kìa. Sao? Điện tử sao? Quý sao? Cái gì? Rồi làm đổ tư của người ta luôn. Chị Quý cho em cả hai cục gà chị Quý. Thấy đi. Quý ăn ngon lắm. Rồi dành cũng không biết ăn à mọi người. Mặt ăn thấy sao? Ghét nhất là ăn đồ gì ăn đồ thái á. Ngon mà không ngon. Má hát được tứ em bữa này chắc phải bút 3 cái mới ngon. Ủa này giống như mật. Chịu ăn đi. Tôm không? Chứ không có hảo. Cái gì? Thì em không có hảo cái này. Dạ ngon không dạ? Đây xếp cho em về cục coi. Ăn từ. Hấp không ngon không? Chia sẻ cho anh Hân nó kìa. Mấy cục đi. Ăn thử thì ngon lắm. Được rồi. Ăn bánh không? Ăn bánh này quý. Bánh này ăn bình thường, có gì đâu quý, nó không biết ăn à. Không cần ăn đâu mà đổ trơn mới ăn. Quá à, tại anh mới làm răng á. Ăn né cái răng à. Mới làm hả? Mới rồi. Người ta cắn cái đầu lên, còn ổng cắn cái chỗ cứng trước. Còn cái chỗ mềm cắn sau, rồi lát cái chỗ đâu mà ổng cầm. Thôi nè. Ngày thôi hơn trần ăn pizza là nhiều. Con anh khoái. Con ở Việt Nam luôn. Mấy mấy con anh khoái. Con anh khoái này hả? Cái đứa nhỏ khoái này nè. Ha. Học sinh đó. Nghe được tên lửa chủ nhật á, nó mới khuyến mãi mua 1 tặng 1. Này là chủ nhật. Domino nè. Nó chỉ được bút Domino. Domino ăn một cây. Nên ra không biết ăn. Hả? Không hảo rồi. Ăn có hảo rồi. Còn cái đó quý vị. Cái này mình phải có đồ chua. Trộn đồ chua gì má. Làm đồ chua gì má. Làm bột chiên 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 gì má. Không ngon má. Không. Ừ tính ra nó bột chiên hết. Thay bột chiên đi. Bột chiên với thiệt bột chiên. Lát gì mua bột chiên ghé mình tân bột chiên. 3 miếng không? Mày hải sản nha. Thằng bột chiên là bị đa bột tử. Dễ lắm má. Thiệt. Sáng giờ tính ra em học chưa ăn gì luôn hả? Ghê vậy. Dẫn thêm một cái. Thầy em còn cái làm ra không một cái chạy xuống hả? Ăn đủ mua thêm đi. Thôi đủ rồi. Ừ, đủ hết đâu. Nào còn cái nữa kìa. Người ta làm. Rồi lấy con tôm quyến tử ăn nữa. Nãy giờ lũm hai con rồi. Để đây nè chị. Dạ. Để đây nè. Đều hải sản hết luôn hả? Cái này là bò đềm mi ạ. À. Bò ăn nước luôn. Bò ăn nước luôn. Bò đềm mi luôn. Bò đềm mi luôn. Bò đó có gì? Em nó đổ món cho mình nè. Mình nó không. Con xin cái thằng em ơi. Dạ được. Cái gì với bà nào? Gì? Ai đổ hả? Bảo bị dướng cái ống mút á. Mai quý đừng mặc đồ này nữa nha quý. Xuống quý. Làm gì điện tử. Có nước đâu. Có nước đỡ tiền. Nó bỏ cái thang
Ủa? Hôm nãy mình nói ăn. Người bảo quyết. Nước cũng tưởng tượng. Anh mới ra đó, nhìn hấp dẫn ra không? Xuất sắc luôn. Dạ. Bọt ngon ngon. Mình cần lấy miếng nha, nó bụng quá. Bỏ cái con ha. Mời mọi người. Quý ăn thử bánh đi già, lấy cho Quý miếng nha. Alo. Ngon, thôi Quý bạc nò, nò. Alo. Ăn đi. No rồi, ăn qua rồi. No rồi, Quý ăn qua rồi. Quý không biết ăn. Mà tại đó rồi. Bà đánh chín hỏi kìa. Cái gì phải đánh chín? Hôm qua trúng 89 rồi. Má không có trúng nè. Phải đánh chín trúng 89 rồi. 5 giờ cũng trúng nè. 6 giờ cũng trúng nè. Hai nãy cũng trúng luôn. Hay quá vậy trời. Cái gì phải đánh chín? Bữa nay đâu có mua lẹ mua xó đâu. Bữa nay đâu có chơi lẹ chơi xó đâu. Để cho bánh bì ra là hủ. Để đi mua sữa chủ qua cho mượn cho. Để một lúc đi về đi mua sữa chủ đi cho mượn cho. Tuy mà chúng sữa chủ đi. Quý, Hương Trần đang quay nha. Nó bậy rồi ra. Láo láo đi. Gì dạ. Mày đấm chín á. Mày đấm chín. Đổ qua góc này mà. Rồi ok, em tính đơn hết rồi, lát anh đứng dậy là anh tính tính đơn hết rồi. Gom đơm đơn vô. Ok vậy. Quý ăn miếng đi Quý. Bạn tắt đi chị, em đang ăn cái xíu lắm, quay lại cho. Mày đánh chín thôi. Ngon. Anh sao bóng da gì mày đánh chín. Giờ lại uống thêm bún nữa. Ai á mà ăn bánh pizza này mới qua Mỹ sống được, qua Tây sống được. Đúng rồi, Đức nó phải ăn bánh này nhau. Tại vì á, ăn mấy qua đó được không? Đúng rồi, cái khẩu vị bên bển nó đa số ở ngoài đường nó bán mấy bánh em này. Đó, em ở trên đảo Cô Phi Phi ở bên Thái Lan á, em ăn cái này biết luôn á. Không, tại vì em không có ăn được cái đồ Thái ăn kỳ lắm. Đồ Thái ăn cay phải không? Cay mà nó kỳ lắm. Miếng này miếng khác, ăn không có ngon. Ăn em ăn đồ người qua đó, đồ người Tây không mà không ăn được mấy đồ Thái. Nhưng mấy này đúng nhờ, không chả cố cho mấy những cái khác đó ngon. Miếng còn Quý không bò nha Quý. Ăn thử đi trời. Cho Quý nửa mét rồi, chút xíu là em tự. Không biết không ăn, nửa cái thôi nồi. Nửa cái đi, xách cho bạn ơi, nửa cái đi. Quý nồi, em tự. Nồi. Ngon quá rồi mọi người. Nồi. Mời mọi người ăn, ngon quá. Mời cả thế giới ăn nha, pizza nha. Quý bị gì? Quý bị khủng. Ủa, nước anh rồi, em qua chưa? Quý bị nước khủng. Ủa, chẳng lẽ quá trời người mà ăn hai cái ăn không nổi vậy? Đó, ly của ổng đó. Quá ăn không nổi. Ly đổ khác em. Ly này ly đổ. Ủa, nó ăn hai cái được mà. Kêu thêm ăn mà bơ mà ăn. Mấy cái này hai cái. Nó mau ngán. Giờ mà kêu thêm một cái là phải, có hai cái nữa. Rồi kêu cái nhỏ, được hai cái nhỏ. Mau ngán lắm anh, nãy ăn cơm rồi, nãy ăn cơm rồi. Ăn thấy sao Quý? Ngon. À, bị ăn ngon ha. Béo, béo. Mốt là Quý sống bên nước ngoài được á. À, Quý không sống nước ngoài đâu. Quý tham ăn lắm, không đi nước ngoài được. Thế dạ? Nước ngoài ăn là cực lắm. Đi xa xa mới được ăn. Làm miếng là ăn mì cối. Mua một cái bánh mì làm, thời gian là quý lắm. Việt Nam sướng hơn nhiều lắm. Nghe nói là mấy cái bánh pizza này ở bên nước ngoài á, là nó rẻ giống như bánh mì của mình vậy đó. Ăn không gì sang đâu. Bên đây là muốn là món sang, nhưng mà bên bển là mấy cái này giống như bánh mì thịt vậy đó. Tại vì Quý khoái Việt Nam đó, Quý không thích ngoài bển đâu. Người ta ăn không có gì sướng gì hết. Ăn cái bánh là đi làm. Bởi là có tiền là ăn phở với sang á. Đi xa xa. Phở mười mấy đồng cá. Sao tương dữ vậy 20 trời. 20 đồng rồi. Ờ, cái này ăn là tương. Pizza mà sao tương dữ vậy? Như một tô phở không. Quý không biết chữ. Cái này là kè. Mấy đô. Quý sao sai. Có bên bển á là thật tình là cái công của người ta mắc. Có công mà mắc lắm. Tại chỉ công chế biến á, tính vô mắc. Em ăn thêm miếng nữa mọi người. Cái này là kè. Béo lắm, béo à. Ngon mà. Ngon. Mà mọi người thiệu năng được. Em giờ em hay ăn được này đâu. Đô đô pizza. Hiệu này chắc người Việt Nam học cách của người nước ngoài làm á. Không, hiệu này không phải người Việt mình đâu. Hiệu này vô được của thằng Philippines á. Dạ hả. Ủa nó ngon hơn Domino luôn. Thôi, Philippines là không thích Philippines đâu, anh chỉ thích Mỹ à. Mỹ làm ăn mới ngon. Mỹ thì phải ăn pizza hết. Pizza hết á.
cái lúc bên nó làm nó bị lai căng nè, không còn nước bọt này nó thơm, thì bỏ thôi, nó bỏ đồ ăn ăn nữa thôi. Nhưng mà này lâu lâu ăn được chứ ăn thường mà ngán lắm, không có hảo này. Ăn thì đau bọt luôn, ai đâu ăn thường mấy này. Giờ đừng nói để bỏ thừa nha anh, ăn cho hết đi em. Nhớ nó quá, em nhỏ rồi. Để coi mẹ em có nhà. Rồi mẹ dân mới đi chơi. Dư đó, em bắn này có cái ngon lắm. Ừ. Hai mấy không mà ngọt. Ở dưới nhà danh buồn ghê không? Giờ này buổi chiều quá nè. Nhớ là buổi chiều quá nó buồn nè. Có đúng. Ăn mà không quá thích ăn ở nhà. Sự nhà có quan ăn không? Nãy mới ăn ngầu dục xong á. Bữa nay đâu có mua lẹ mua to đâu. Mua hiu. Mua hiu. Ở chứ còn mua hiu rồi. Trộn sợ. Đóng lít nhậu xuống. Kìa. Coi nhà chồng kìa. Chuẩn bị về làm dâu. Có buồn yêu à. Xuân này đóng clip nhậu xuống đó. Ngang năm rưỡi về mình chín. Mình lấy chai. Anh Long An nắng tình trời. Anh Long An mua vàng cho buổi về anh Long An. Phía sau. Phía sau này thầy. Anh Long An nắng tình là ok. Bà đi chơi.